chú. Dạ. Còn nhiêu vé chú? Còn 30 mấy. Thấy còn 20 mấy vé. Dạ. Ủa ngày chú bán được nhiêu vé? 120. Dạ. Chú ở cách đây xa không chú? Chú ở bên này hẻm bên kia, ngoài hẻm bán. Ở trọ hay sao chú? Nhà bà già. Dạ. Ở với nhau bà già. Cái này 50 thôi. Dạ. 50 à? Thôi à. Dạ, ủa rồi về rồi. Sáng là chú đi bán đến mấy giờ chú về? Qua hết về, về. Dạ. Giờ nào hết về. Chú đi bán lâu chưa ạ? Bữa nay 2 năm mấy rồi ạ. 2 năm mấy hả chú? 2 năm mấy vậy. Dạ. Ủa rồi, chú có thấy mờ mờ hay là không thấy luôn chú? Không thấy luôn. Dạ rồi làm thấy sao? Thấy dồn ra ngoài nắng nó sáng sáng thôi. À, giờ chú bị lâu chưa chú? Bị đây 6 năm qua. 6 năm với lại. Dạ. Yeah. Yeah. Vì sao bị vậy chú? Chú chia sẻ cho con nghe được không ạ? Bị bông rỗng mạc. Không dễ mày. Bông rỗng mạc. Là nó bông tóc ra nó không có dính vô mình không thấy. Chỉ bây giờ mình ra thấy nó sáng sáng luôn vậy cái màng kìa. Dạ, yeah, chứ có đi chữa trị giờ đâu có, chú? Có mổ cũng mổ thấy được có 2 3 năm à. Bác sĩ có nói cứ thời gian sau nó cũng trở lại hả? Dạ. Yeah. Rồi thời gian sau cũng gọi là nó ép lại rồi nó làm gì nó không dính, nó cóc lại thôi. Dạ. Yeah. Mỗi lần chữa trị là hết nhiều tiền không chú? Mà mổ mấy chục triệu à. Một lần mấy chục triệu. Ừ. Mấy 20 triệu vậy đó. Có bảo hiểm á. Ủa rồi không, không. Chú nếu mình như vậy rồi mình đi rồi mình làm sao biết đường đi về chú ơi. Nhớ cái mà sử dụng về sử dụng ở đậu mà. Yeah. Mình đi tới đâu nhớ tới đó, ví dụ mình đi tới đây rồi tới nhà chị Hồng á. Ủa mà sao biết nhà chị Hồng hay ta? Thì hiểu vậy vô biết rồi đó, không biết hồi đó cũng gành biết nha. Mình nhỏ á, hồi đó biết nhà chị thấy sáng á. À, dạ. Ừ, biết. Rồi tiền chú cũng không thấy tiền thối luôn. Rồi tiền, người ta đưa tờ 10, mua 5 tờ người ta đưa có 10 ngàn sao? Ví dụ vậy đó. 10 ngàn. Ví dụ cái tờ này là nhiêu nè. Hả? Nè, làm sao chú nè biết tính tiền rồi đếm rồi này kia thối rồi này kia chú? Đó, ví dụ nè mình lấy tiền mình đo vậy nè chắc cứu vậy nè. Tờ 50 đó. Nè 50 cái dạng cứu vậy nè. Rồi còn chú đang cầm tờ gì? 2 triệu. Ồ, làm sao ta sao con thắc mắc quá. Nè nó 2 triệu. Người mù có cái rồi yeah. Thôi chú lấy tờ thôi bấm chưa. Đây là cô Sáu. 10 ngàn nó có chút xíu à. Là 10 ngàn nó... Yeah. Tại vì 10 ngàn bị ngang nó khổ như đây à. Họ có cái dạng dạ. Ồ, dạ. Rồi... Chú, rồi... Này 2 tờ 40 hay. Ồ, hay quá. Yeah. Sao hay quá cái xấu hả? Rồi cái vụ như... Ví dụ như cái tờ... Cái tờ là 50 cái dạng, tờ 20. Dạ. Yeah. Rồi cái tờ 100 nó dạng thằng... 50 này chút xíu. À đo vậy. À, à cái mình mới đo mình để riêng ra. Ồ. Rồi cái tờ có giờ lộn không chú? Có cái khi cũng lộn mà nhé, sợ ý nó cũng móc lộn mấy bà. Cái yeah. Tờ 200 cái vậy chút nữa vậy đó. Móc lộn là lộ luôn phải không? À, là lộ. Người ta đưa lại. Người ta có người đưa người cứ đi luôn về mà kiểu là mất. À dạ. Thôi lại 40 đi. Này trớn à, bán tờ. Dạ. Hay quá vậy rồi. Có bao giờ bị giật vé số không chú? Có chứ. Dạ. Bán ai quá chịu à. Thanh niên thì bữa nào nó tha mọi người rồi mọi người. Dạ. Đi giờ đi là bữa nào về xuân sẻ mọi người. Dạ. Khi 5-3 vé chuyện thường. Ví dụ buôn vé lấy 2-3 vé là bông vé nữa. Dạ. Nhà mình đi quá trời cái hẻm luôn vậy đó mà chú cũng nhớ đường về. Là mình nhớ trong đầu hay là mình đếm bước chân hay là sao chú? Mình nhớ trong đầu. Dạ. Ví dụ đi tới đây như Hồng ra thẳng ở ngoài có cái khu quẹo gai đó, nhớ gì đó. Rồi đi tới đâu cái mình lóng tai mình nghe. À. Nghe cái tiếng người quen chỗ đó là chỗ đó mà lại cái đó có người mà nói chuyện thường mình biết á. Là mình nhớ người ta đó. Dạ. Rồi hai mấy cái đường hẻm nè. Dạ. Bỏ cái đường hẻm đầu tiên rồi tới đường hẻm này rồi tới cái đường hẻm ngay chỗ quỹ ban nó quẹo về vậy đó. Chú đi quê chú là người gốc ở đây luôn hay là ở đâu chú? Đó chú nhỏ lớn đây là nhỏ lớn đây mà à. Bởi biết gần như Hồng à. Nhỏ dạ. Lớn ra chơi. Chú có con cái lớn chưa? Con chú đang học đại học á. Sài Gòn hay gái rồi gái lớn học chú học tại thành phố. Dạ. Mấy gái nhỏ học lớp 11 ấy trường Nguyễn Chiểu á. Dạ.
Dạ, bà chú... xã của bà nhà hả chú? Bà xã thì cũng đi phụ bán quán gì với ta, quán cơm cháo rồi đó. Dạ. Rồi, rồi chú phụ họ phụ hợ thêm lo cho nhỏ, hai nhỏ. Dạ. Phụ thêm lo nhỏ thành phố. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Rồi. Cho con có xã cho con mượn con mua mấy cho gửi tiền cho mua đèn 90. Dạ dạ. Ủa gần ở đây vậy hả? Dạ, gần với Hồng hả? Con mướn nhà con ở đây cũng được mấy năm. Ủa mướn nhà đây hả? Dạ con mướn nhà. Dạ, rồi con cứng học gì? Dạ con lớn mà con đi làm rồi. Ở đi làm hả? Tưởng coi đi làm hả? Con lấy 3 tờ, gửi chú 40, gửi chú thêm 10 ngàn tiền nước. Rồi cảm ơn nha. Dạ rồi con cảm ơn chú. Vậy là đi làm hả? Làm gì cái đâu cơ? Dạ con làm cũng tùm lum luôn. Phải không? Dạ. Làm bên đi ngành gì á? Dạ con làm bên truyền thông, làm phim, sự kiện. Dạ. Ủa vậy là mới mướn nhà đây mới 2-3 năm ha? Dạ. Gốc ở đâu? Dạ con gốc Đắk Lắk. Đắk Lắk hả? Dạ gốc Quảng Nam mà con sinh Đắk Lắk. Con cưới vợ ở đây. Cưới vợ ở đây hả? Dạ đây hả? Cưới vợ con ở Trung An đó chú. Dạ con hai nhà mướn nhà đi làm ha? Vợ cũng làm luôn ha? Dạ. Rồi cảm ơn chú. Chú đi ha. Cảm ơn nha. Dạ. Chú đi à.